Người Paco sinh sống tại dẻo cao A Lưới, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, vốn nổi tiếng với nhiều món ăn độc đáo đặc sắc. Dịp quan trọng như đón Tết Nguyên Đán, cúng lúa mới, cúng giàng, lễ Tết của người Paco, thịt heo cắp nách nướng ống tre thường xuất hiện. Dù vậy, anh Lê Hưởng, một đầu bếp bản địa ở xã Hương Lâm, huyện A Lưới cho biết, không phải nhà nào cũng có điều kiện để làm món ăn này, do thịt heo cắp nách là loại không phải dễ kiếm, bởi đây là giống heo lai tạo với heo rừng Trường Sơn hoặc heo rừng thuần chủng, giá cả rất đắt đỏ. Heo bản ở A Lưới chất lượng vì được nuôi thả trong môi trường tự nhiên, ăn và uống những thứ trời cho nên cho ra thứ thịt nạc dòng, tươi đỏ, thơm ngon. Thịt heo và lá môn thục là hai nguyên liệu chính của món heo cắp nách nướng ống tre. Lá môn thục là thứ lá mọc sâu trong rừng già, dọc các con suối, lạnh và hiểm trở. Thịt heo sau khi được thái theo khối hình vuông thì đem trộn với lá môn thục đã được cắt nhỏ. Tất cả trộn đều với muối, ớt tươi, giá nhuyễn. Người Paco vốn rất tôn trọng vị ngon ngọt của thịt nên gia vị tẩm kèm theo món ăn này chỉ có vậy. Họ thường hạn chế tối đa sự tác động của các loại lá, hạt gia vị có mùi mạnh, cũng như không cho thêm dầu ăn vào nguyên liệu chính. Tất cả xong xuôi thì cho vào ống tre được cắt sẵn dài khoảng 50 cm. Ống tre này không được quá già vì sẽ dễ cháy, cũng không được quá non vì dễ gây nứt. Vậy nên để chọn đúng tuổi của ống tre phải là người có kinh nghiệm. Khi nhồi thịt vào ống không được nhồi quá chặt để tránh miếng thịt nở ra làm bể ống. Nút ống phải là lá chuối non để không nhanh bị khô và làm tăng thêm hương vị món ăn. Ở huyện A Lưới ngày nay, nhiều người xem món ăn này là đặc sản để đãi khách và không khu biệt ở người Paco. Người Kinh cũng như các dân tộc thiểu số khác cũng học cách chế biến. Cảm thấy nó rất là vui khi mà tôi được ăn món ăn người bản xứ nơi đây chỉ tiếp đãi những người khách quý vào những dịp đặc biệt, dịp quan trọng. Và đó là một điều rất là hân hạnh của bản thân tôi. Ngày xưa, người Paco thường để cho thịt heo ngoài trời vài giờ đồng hồ cho dậy mùi một tí mới đem chế biến. Với người Paco, việc thịt dậy mùi góp phần tăng thêm độ ngon cho món nướng. Nhiều người giấy xuôi vào bản làng dịp lễ Tết khi thưởng thức món ăn này có phần khó ăn, nhưng khi bén mùi thì ăn say mê. Món này ăn liền hoặc có thể để một tuần tùy theo sở thích. Nếu ăn liền thì cho bếp già lửa trong 2 tiếng là đủ. Còn nếu muốn để lâu hơn thì dốc ngược phần lá chuối xuống bếp, non lửa trong 6 giờ đồng hồ để nước chảy ra ngoài là được. Món này ăn kèm ngon nhất với muối có ớt đỏ, tiêu rừng. Khi ăn cổ họng cay xé, sống mũi bừng bừng vì mùi tiêu. Trong khi càng nhai lại thấy mùi thơm càng lạ. Đó là mùi thịt quyện với mùi của ống tre tươi được nướng khô đi. Lần đầu tiên khi mà ăn cái món này vào thì tôi cảm thấy có một cái hương vị rất là lạ. Điều đầu tiên đó chính là mùi hương của tre. Hòa quyện vào thêm đó là mùi môn thục của rừng. Đã hòa quyện vào cái miếng thịt thì cho tôi một cảm giác ăn rất là lạ. Thì kèm theo đó là tôi biết khi mà nguyên liệu chế biến cái món ăn này thì nó rất là đơn giản. Đó là muối, mì chính và ớt. Thì đó là một cái nguyên liệu đặc trưng của người bản xứ nơi đây. Ngày xuân trên mọi nẻo đường của đất nước, những món ăn độc đáo được chế biến để cùng thưởng thức cái tinh túy của đất trời. Và người Paco đã để lại hương vị cho mỗi thực khách từ món ăn đặc biệt của mình.